Xin chào tất cả các em. Chắc bạn ngày hôm nay thì cô rất vui khi được trở lại và giúp cho chúng ta một số nội dung liên quan đến chuyên đề về vector. Mà trong bài học trước thì chúng ta đã nắm được cái khái niệm cơ bản về phần đầu tiên của hệ trục tọa độ rồi đúng không ạ? Hệ trục tọa độ thì ta biết rằng là hệ trục OEZ thực chất chính là việc là cái vector E và vector Z chính là vector đơn vị của hai trục OX và OE. Và từ nay về sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái hệ trục OXE này ở xuyên suốt trong cái quá trình học từ chương trình của lớp 10 đến tới chương trình của đầu năm học kỳ đầu tiên của lớp 12. Và sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến hệ trục nữa, đó là cái hệ trục OXEZ, chính là hệ trục ở trong không gian. Còn hệ trục OXE thì lưu ý cho cô, đó là hệ trục ở trong mặt phẳng. Đối với phần bài ngày hôm trước đúng không ạ? Thì ta có trong vấn đề số 3 thì cô đã giao cho chúng ta hai bài tập về nhà. Thì bài đầu tiên đó là cô đã cho các vector và chúng ta sử dụng cái mối liên hệ để đi tìm được cái vector x. Và ở đây thì sử dụng tổng hiệu của hai vector rồi đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái mối liên hệ về tổng hiệu ở trong cái trường hợp này. Ở đây thì chúng ta có thể xử lý luôn nhá. Đây, cô xin lỗi. Ta có như sau này. Thứ nhất, bài số 1. Người ta cho mình là tìm vector x sao cho thỏa mãn cái đẳng thức là vector x trừ vector a cộng 2 lần vector b trừ 3 lần vector c và bằng vector 0. Thế trong hệ trục tọa độ thì hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng cái biểu thức tọa độ của nó rồi đúng không? Thì chúng ta biến đổi nhanh thì ta sẽ thu được là đặt cái vector x này ở về trái, còn lại tất cả các vector lại ta chuyển sang về phải. Như vậy bài 1 thì ta có vector x này tương ứng sẽ bằng vector a đúng không ạ? Tiếp trừ đi 2 lần vector b cộng với 3 lần vector c. Với ta chuyển vế hết sang phần bên phải rồi để về bên trái chỉ là vector x thôi. Và rõ ràng ở đây thì ta có là kể cả cái tung độ hay hoành độ của vector x này nó đều thỏa mãn cái đẳng thức ở bên đằng sau đúng không ạ? Như vậy thì có hai hướng xử lý. Hướng thứ nhất là chúng ta hoàn toàn có thể gọi tọa độ của vector x và sau đó chúng ta đi tìm ra được tọa độ của nó dựa vào cái điều kiện ở vế phải này. Và cách thứ hai thì chúng ta có thể trực tiếp tính toán luôn. Thế đây ta có vector x này thì bằng vector a trừ 2 lần vector b cộng 3 lần vector c đúng nào? Vector c thì chúng ta có thể biến đổi nhanh thì vector x sẽ bằng gì? Vector a này thì có nghĩa là hoành độ của điểm a ta giữ nguyên đúng không ạ? Là 3. Tiếp trừ đi 2 lần vector b có nghĩa là trừ đi 2 lần hoành độ của điểm b, như vậy trừ đi 2 lần nhân 0. Tiếp cộng với 3 lần c, như vậy trừ đi cộng với 3 nhân 5. Và tung độ tương ứng, tung độ đầu tiên ta lấy ở đây sẽ là tung độ của điểm của vector a tức là -1. Tiếp theo trừ đi 2 lần vector b tức là trừ đi 2 lần nhân với tung độ của vector b tức là trừ đi 2 nhân 4 đấy. Và cuối cùng là cộng 3 lần nhân với tung độ của vector C, tức là cộng 3 nhân 3. Đây thì chúng ta biến đổi ngay, đưa về theo vector thôi. Hoặc nếu không thì các em có thể gọi cho cô nhé, gọi cho cô cái tọa độ của vector này. Thì chúng ta khai triển theo cái hệ cũng được. Đây cô làm nhanh một chút để chúng ta có thể xử lý. Bởi vì là rất nhiều những bài trắc nghiệm chúng ta có thể để người ta cho cái câu hỏi như thế này. Chúng ta có thể làm nhanh được. Sau đó thì công việc của chúng ta chỉ là việc tính toán thôi, đúng không ạ? Ở đây rõ ràng là 3 năm là 15 rồi, 15 mà cộng 3, như vậy là kết quả ra 18. Tiếp phía sau thì ta có này, trừ 9 đúng không ạ, trừ 9, rồi lại cộng với 9, như vậy kết quả 18 không. Rồi, thì đây chính là cái vector x cần tìm nhá, lưu ý. Chuyển sang bài số 2. Bài số 2 đây người ta cho mình đến là cho 3 điểm với các cái giá trị về hoành độ và tung độ liên quan đến tham số m. Người ta yêu cầu mình đến là tìm m để sao cho 3 điểm này thẳng hàng. Thế thì trước khi vào cái nội dung cụ thể ta phải nhớ lại là khi 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta có đẳng thức nào. Chắc chắn rằng là có 3 điểm đúng không ạ? Nếu như 3 điểm bất kỳ nhá. 3 điểm bất kỳ thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có thể tạo thành được là hai vector chung góc nhưng mà hai vector chung góc nhưng mà không cùng phương. Nhưng nếu như 3 điểm mà thẳng hàng với nhau, đây là 3 điểm không thẳng hàng nhá. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo thành các vector chung góc nhưng không cùng phương. Và nếu như 3 điểm ở thẳng hàng thì có nghĩa rằng là các vector ở đây nó phải cùng phương với nhau.
Tức là tạo thành hai vector chung góc cùng phương với nhau. Thế thì cái đặt ra cái câu hỏi chính là việc là chúng ta sẽ phải đi xác định sao cho giả sử có thể đi xác định là vector BA bằng k lần vector BC để biểu diễn vector này theo vector kia. Hoặc là ngược lại, chúng ta có thể biểu diễn là vector AC chẳng hạn bằng k lần vector AB cũng được. Và dựa vào cái tính chất về hệ trục tọa độ liên quan đến hoành độ và tung độ thì ta biết là khi mà chúng ta có nhân thêm một cái hệ số vào đúng không? Thì cái tỷ lệ bên trong nó chẳng không thay đổi. Thì hoàn toàn đây chúng ta có thể sử dụng cái vấn đề tỷ lệ. Thì muốn sử dụng được tỷ lệ thì trước hết chúng ta phải sử dụng các vector trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra các vector nhá. Thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ đi xác định xem là vector AB với vector AC cũng được đúng không? Hoặc là các vector này nhá. Ở đây chúng ta có thể tính nhanh vector AB cho cô. Tính nhanh vector AB. Vector AB thì ta sẽ lấy gì? À, lấy giá trị hoành độ của điểm sau trừ đi hoành độ của điểm trước, tức là 2 đúng không ạ? 2 này trừ đi m cộng với 1. Được chưa? Bởi vì ta đã đổi dấu rồi. 2 trừ m cộng 1 như vậy là 3 trừ đi m. Tiếp theo. Rồi, đến tung độ thì ta có là 5 trừ đi 2m trừ đi 2. Như vậy kết quả ra là 3 trừ đi 2m. Đấy là tung độ của vector AB. Thế còn vector AC? Vector AC tương tự thôi. Thì ta lấy gì? M trừ 3 trừ đi M trừ đi 1. Đúng không ạ? M trừ 3 trừ M trừ 1. Vậy là còn là trừ 2. Tiếp. 4 là trừ đi 2. Như vậy ra 2. Đó. Vậy thì vector AB có rồi, vector AC cũng trực tiếp xử lý được luôn. Và rõ ràng thì ta thấy rằng là vector AC này không trừ vào tham số m ở cả về hoành độ và tung độ. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nếu như biểu diễn vector AB bằng k lần vector AC thì cái tỷ lệ về tung độ với tỷ lệ hoành độ nó sẽ bằng nhau đúng không ạ? Giả sử nhá. À, hoặc là mình cho là để đi. Để ABC thẳng hàng. Để ABC thẳng hàng thì hoàn toàn là vector AB đúng không ạ? Bằng k lần vector AC thì hoàn toàn là chúng ta có thể đi sử dụng ngay là tỷ lệ 3 trừ đi m chia cho âm 2 bằng với 3 trừ đi 2m trên 2. Đấy. Bởi vì cái vector AC này nó đã có các cái giá trị tung độ hoành độ là khác không rồi thì chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ. Còn nếu như trong trường hợp nó bằng không nhé, hoặc là nó chứa tham số m thì chúng ta phải xét điều kiện. Đấy, để lưu ý cho cô. Bên này sẽ là 3 trừ đi 2m trên 2, đúng không ạ? Đấy, và từ đây thì chúng ta biến đổi thôi. Thì rõ ràng về bên này thì chúng ta chỉ cần xử lý là 3 trừ đi m thì bằng với 2m trừ đi 3. 2m trừ đi 3. Như vậy tương ứng với gì? 3m 3m bằng 6. Vậy thì tương ứng luôn là m sẽ bằng 2. Và giá trị này chính là cái giá trị cần tìm và kết luận. Vậy m bằng 2 thì a b c thẳng hàng hoặc là thỏa mãn yêu cầu đầu bài cũng được. Đó, thì trên đây là cô hướng dẫn cho các em về cái nội dung liên quan đến phần bài tập hình nhà. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với nội dung của phần bài ngày hôm nay, đó chính là hệ trục tọa độ ở trong tiết số 2. Chúng ta sẽ đến với nội dung của cái phần 2 ngày hôm nay. Vậy thì ở trong phần liên quan đến hệ trục tọa độ, nó có chỉ dừng lại ở việc sử dụng đến các cái biểu thức tọa độ về tổng hiệu của vector hay không, hay là nó còn có những cái ứng dụng khác? Đặc biệt trong bài ngày hôm nay thì ngoài hai cái dạng buổi trước chúng ta đã học thì chúng ta sẽ có dạng số 3 và dạng số 4. Đó là dạng số 3 là xác định tọa độ của các điểm ở trong một hình. Và ta biết rằng trong vector đúng không ạ? Thì như vậy là nếu như chúng ta có các vector mà cùng phương với nhau thì hoàn toàn là chúng ta có thể xác định được là cái vị trí của các điểm tương ứng. Và dạng số 4 thì ta sẽ là sử dụng đến phân tích một vector thông qua hai vector không cùng phương, giống như vừa rồi cô có hướng dẫn. Đấy là vậy thì nếu như chúng ta có hai vector không cùng phương thì chúng ta có thể tìm ra được cái vector mà mối liên hệ giữa hai vector đấy hay không.
Thì đây chúng ta sẽ quay trở lại và đi vào dạng số 3 ngay lập tức bây giờ. Thì ta có này. Trong dạng số 3, thì để xử lý phần này thì các em sẽ cùng với cô là quan sát cho cô phần ví dụ như sau. Ví dụ số 1, trong mặt phẳng OXY cho hình bình hành ABCD, biết rằng có điểm A, điểm B và điểm C theo như đề bài người ta cho trước. Và yêu cầu đây là tìm tọa độ của điểm D. Thì đây là một trong số những cái bài cơ bản thôi. Thế còn liên quan đến việc là tìm tọa độ của một điểm thì trong phần vector này chúng ta chủ yếu tập trung vào việc là xử lý một số dữ kiện về các vector cùng phương, đưa về các vector cùng phương hoặc các vector được biểu diễn thông qua các vector khác. Còn lại liên quan đến cái phần tìm điểm tập trung nhiều hơn, đấy là trong cái nội dung của chuyên đề về phương trình đường thẳng. Thì trong nội dung tới thì chúng ta sẽ học về vấn đề sau. Còn trước hết là chúng ta phải nắm vững được cách để xác định khi mà có các vector cùng phương. Và ở trong ý A này thì ta có này, nhắc đến hình bình hành. Nhắc đến hình bình hành thì chắc chắn là sẽ xảy ra cái mối quan hệ về song song. Mà đã song song thì chắc chắn là có cùng phương rồi đúng không ạ? Thì ta có thể minh họa nhanh nhá. Ta có ở trong phần ý A đi. Hình bình hành, cô có thể mô phỏng hình bình hành ra đây. Đây là hình bình hành của cô. Đấy. Hình bình hành này sẽ là hình bình hành theo đúng định của nó nhé. A, B, C, D, chúng ta đặt tên vị trí đúng đây. A, B, C và D. Và theo như giả thiết người ta cho mình là A có tọa độ là -27, B có tọa độ là 61, -1, C có tọa độ là 34. Đúng không ạ? Và rõ ràng là ở trong hình bình hành thì ta có các vector ở đây là cùng phương, đúng không? Cùng phương và còn có độ lớn là bằng nhau nữa, thì chúng ta hãy sử dụng đến cái dữ kiện đấy. Hãy sử dụng đến cái dữ kiện đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng thực hiện để xử lý cái vị trí của điểm D lúc này, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có là có được vector, có thể sử dụng là vector AB, đúng không? Bằng với vector gì? DC, DC nhá. Hoặc là vector AD bằng với vector BC. Đấy là chúng ta sử dụng cái dữ kiện về vector để chúng ta có thể thực hiện luôn. Đây thì ta có thể chỉ ra như sau. Thứ nhất là ta có, cô sử dụng vector AB nhá. Vector AB. Đấy. Vector AB được tính bằng công thức nào? 6 này trừ đi trừ 2 như vậy là 8. Tiếp tung độ -1 trừ đi 7 như vậy là -8. Xong vector AB. Tiếp theo vector DC, vector DC thì chúng ta sẽ gọi vị trí của điểm D. Gọi D. Gọi tọa độ của điểm D có tọa độ là XDID. Vì sao cô lại gọi là XDID? Đấy là ở trong bài này người ta chỉ hỏi mình một điểm thôi, nhưng sau này khi mà chúng ta học sang cả cái phần phương trình đường thẳng nữa, có rất nhiều điểm cần tìm ở trong bài toán. Vậy thì khi mà chúng ta chỉ gọi là XY thôi thì có thể nó sẽ nhầm, nó sẽ gây nhầm lẫn giữa các điểm. Bởi vì là chẳng hạn như cô giả sử điểm E mà cô gọi là XY này, xong rồi điểm F cô cũng gọi là XY. Như vậy là cái vị trí X ở hai vị trí này nó sẽ tương ứng chung với nhau, thì chúng ta không phân biệt được. Và thứ hai nữa là nó không đảm bảo được cái tính logic ở trong bài toán. Và như vậy thì nó không đảm bảo được cả cái tính chính xác nữa. Thì ở đây lưu ý là chúng ta sẽ phải nên đặt tên gọi này nhé. Có thể các em hoàn toàn có thể đặt là MN cũng được, không sao cả. Nhưng đây cô muốn là thống nhất thì cô sẽ sử dụng là điểm D có tọa độ là XD, ID. Và ví dụ điểm E thì cô sẽ gọi là XE, IE. Điểm F cô sẽ gọi là XF, IF. Thì chỉ một cái thao tác rất đơn giản đấy thôi cũng cho thấy được là cái việc mà chúng ta hiểu bản chất của cái vấn đề như thế nào. Còn nếu như bạn nào mà chỉ dùng XY thôi ở tất cả điểm thì như vậy nó sẽ là sai bản chất của phần toán học. Đối với điểm D sau khi chúng ta gọi xong này, đúng không ạ? Thì chúng ta có là vector gì? DC nhé, bởi vì chúng ta đang xét vector AB thì chúng ta sẽ phải xét vector DC. Tránh trường hợp mà các bạn lại xét thành vector CD là chưa đúng nhé. Thì lưu ý chúng ta xét vector DC sẽ có tọa độ là gì? Chính là 3. Lấy hoành độ điểm sau trừ hoành độ điểm trước, đúng không ạ? Trừ đi XD và 4 trừ đi Y, ID, đúng không ạ? Mà AB CD là hình bình hành, cho nên chúng ta sẽ có là vector AB
bằng với vector gì? DC. Đấy. Và từ đây thì chúng ta chỉ đã được ngay dùng hệ phương trình luôn. 3 trừ đi ID bằng 18. Và bên dưới 4 trừ đi ID bằng với âm 8. Và điều này thì tương đương, để tính nhanh cho cô cái vector xd, được chưa? Xd. Xd trong trường hợp này sẽ ra là âm 5. Còn bên dưới, bên dưới thì chúng ta sẽ ra được là vector, à, ra được tọa độ của ID. ID thì sẽ tương bằng 12. Vậy thì tọa độ điểm D sẽ có tọa độ là 5, âm 5 và 12. Đó, đây chính là cái tọa độ điểm D cần tìm. Đó, lưu ý. Vậy thì chúng ta đã hoàn thiện xong. Và lưu ý là nếu như mà trong trường hợp mà có sử dụng trắc nghiệm ấy, thì chúng ta chỉ cần nháp nhanh cho nháp thôi, chúng ta cũng ra được. Hoặc cách thứ hai các bạn có thể sử dụng cho cô để là vector AD cũng được nhá, bằng với vector BC cũng được nhá. Đấy, bằng với vector BC, bởi vì mà khi và chỉ khi nó có cùng phương và cùng độ lớn. Cùng độ lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện tiếp sang phần ý B. Ý B người ta cho mình ở trong mặt phẳng OXY cho điểm A, B, C, M là trung điểm của B, C. Hãy tìm tọa độ điểm E mà sao cho thỏa mãn là vector AE bằng 2 lần vector AM cộng với vector CB. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện bài này nhé. Bây giờ đối với phần ý B thì chúng ta sẽ phải xem xét đến cái yếu tố về điều kiện của bài toán này. Người ta cho mình là vector AE bằng với 2 lần vector AM cộng với vector CB, đúng không ạ? Thì rõ ràng là C, vector CB thì chúng ta có thể lấy ở đầu bài. Thế còn vector AM thì có chưa? Thì điểm M người ta cho mình là trung điểm của BC. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ phải đi tìm được cái tọa độ của điểm M. Thế còn vector AE thì bởi vì điểm E điểm chưa biết thì chúng ta phải gọi cái tọa độ của điểm E đấy. Thì chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Vậy bước 1 là ta sẽ đi tìm được cái tọa độ của điểm. Vậy các bạn còn nhớ đến cái công thức liên quan đến trung điểm không? Công thức trung điểm của một đoạn thẳng không? Thì ta có, hoặc là một vector nhá, thì ta có A và B đây có sẵn rồi đúng không ạ? M lại là trung điểm, à, cô xin lỗi, đây là M là trung điểm của BC. Đấy, thì chúng ta sẽ đi tìm tọa độ của điểm M. B này, ta cũng sẽ gọi M có tọa độ là XMIM. XMIM là trung điểm của BC. Là trung điểm của BC. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng công thức luôn. Như vậy XM được chưa? Thì sẽ bằng là tổng hoành độ chia 2. Vậy ta sẽ có là 2 cộng với 3 chia 2 bằng 5 phần 2. Tương tự IM 1 trừ đi 4 đúng không ạ? Là bằng 3 phần 2, âm 3 phần 2. Như vậy, ta sẽ suy ra được ngay. M sẽ có tọa độ là 5 phần 2. Và âm 3 phần 2. Đã xong, được một yếu tố rồi. Vậy chúng ta có thể hoàn toàn đi xác định được cái vector AM luôn. Như vậy, suy ra. Vector AM. Cái chỗ này, phân số này, khi các bạn cứ tính cho nó chuẩn xác nhé. Vector AM, thì ta sẽ lấy cái giá trị hoành độ điểm M trừ đi hoành độ của điểm A. Điểm A đây là 1. Như vậy thì chúng ta sẽ ra được là gì? 3 phần 2 đúng không? 5 phần 2 mà trừ đi 1 thì sẽ ra là 3 phần 2. Tiếp, âm 3 phần 2 mà trừ đi trừ 3. Đúng không ạ? Như vậy âm 3 phần 2 cộng với 3. Âm 3 phần 2 này mà cộng với 3, như vậy là ra 3 phần 2 thôi. Được chưa? Xong. Vậy thì vector AM có tọa độ là 3 phần 2 và 3 phần 2. Kiểm tra lại xem chuẩn chưa nhá. Rồi, chính xác rồi đấy. Đúng rồi đấy. Tiếp theo này, thì ta có vector CB. Vector CB, lấy luôn vector CB. Vector CB thì lấy hoành độ của điểm sau trừ đi hoành độ điểm trước, như vậy ra 1 này. À, cô xin lỗi, đây là âm 1. Tiếp theo là 1 trừ 4, như vậy là 5. Chỗ này rất nhiều bạn bị nhầm nhé, bởi vì lấy cái hoành độ của điểm trừ đi hoành độ, bởi vì vector C thì ta phải lấy ngược lại, lấy B trừ đi của C. Xong, rồi đến lượt cái AE kia thì ta phải gọi điểm E thôi.
gọi e có tọa độ là xe ie, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có vector ae sẽ có tọa độ là gì? Vector ae là xe trừ đi 1 và ie cộng với 3. Xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái dữ kiện theo giả thiết. Vector AE của chúng ta bằng với 2 lần vector AM cộng với vector CB. Vậy thì từ đây chúng ta xử lý cho cô cái hệ này. Thứ nhất, AE, vector AE thì ta dùng luôn xe trừ đi 1. Đúng không ạ? Bằng với 2 lần vector AM. Vậy thì ta sẽ lấy 2 nhân với 3 phần 2. Vậy cái quản gì ra? Là 3 thôi. Còn nếu không thì đi rõ ra nhá. Cộng với vector CB, như vậy cộng với âm 1. Cái này thật ra thì các bạn có thể tính nhanh cũng được. Đấy, thì 2. Thôi để đây chút nữa thì chúng ta biến đổi, chuyển về sang sau cho nhanh. IE này, cộng với 3 này, bằng với 2, cũng nhân với gì? Nhân với gì? Nhân với 3 phần 2. Và cộng với 5. Và từ đây thì biến đổi. Thì chúng ta sẽ chỉa được xe ngay. Đúng không ạ? Đây tìm tọa độ luôn. Như vậy là 3. Và 2 cái vế đề đều có trừ 1 với kết quả xe ra 3. Bên dưới này. Bên dưới thì ta có 3 cộng 5 là 8. Đấy, kết quả ra xe bằng 5. Đấy chưa ạ? Xong. Và từ đây chúng ta chỉ ra tọa độ điểm E 3, 5. Và các bạn kết luận cho cô, đây chính là cái giá trị của điểm E cần tìm. Vậy thì bất kỳ một cái vector nào, hoặc là tìm tọa độ của một điểm nào bất kỳ mà người ta cho sẵn mình một cái biểu thức liên quan đến vector, thì hoàn toàn là chúng ta có thể biến đổi và chúng ta ra được cái giá trị của điểm đấy, đúng không ạ? Thì chỉ có một cái chỗ nữa cần phải lưu ý cho cô, đấy là không chỉ dừng lại ở trong những bài mà người ta gọi ở trong mặt phẳng, mà nó có thể sử dụng đến các hình hình học, ví dụ như là hình tam giác, nó cho sẵn mình các vị trí của trung điểm thì chúng ta cũng sử dụng mối liên hệ về trung điểm, nó cho sẵn mình vị trí liên quan đến sử dụng đến một số cái tính chất, ví dụ trọng tâm thì chúng ta cũng dùng tỷ lệ về trọng tâm, đúng không ạ? Tỷ lệ trọng tâm là gì? Cái khoảng gọi là cái đường nối đấy, cái đoạn nối mà từ trọng tâm tới trung điểm của cái cạnh đối diện đấy thì so với cả cái đường trung tuyến đấy thì nó sẽ chiếm gì? Tỷ lệ là 1/3, để lưu ý để chúng ta có thể sử dụng cái đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ví dụ tiếp theo, vẫn trong cái dạng số 3 này, đó là phần ví dụ số 2. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cho cô phần ví dụ số 2. Đề bài ở đây người ta cho mình là cho tam giác, giống như vừa rồi cô nói là không chỉ dừng ở trong phần mặt phẳng ỏi y, mà bây giờ đã có sự thay đổi về trong tam giác rồi. Có trọng tâm chính là góc tọa độ O với hai đỉnh A và đỉnh B có tọa độ là A và B tương ứng. Hãy tìm tọa độ của trung điểm OC. Như vậy thì đặt ra cái bài toán như thế này thì chúng ta sẽ cần phải xử lý nào. Trước hết là chúng ta hãy vẽ hình nó ra đã. Vẽ hình nó ra thì ta có tam giác ABC, có thể vẽ trường hợp bất kỳ nhá. Cô lấy một tam giác nhọn bất kỳ A, B và C. Thì tiếp ý ở trong bài này chúng ta khi mà đề bài cho cái dữ kiện gì chúng ta có thể minh họa trên hình vẽ. Tọa độ âm 22, B tọa độ là 35. Và người ta cho mình là có trọng tâm chính là gốc tọa độ. Cô chỉ cần lấy xác định một đường trung tuyến và cô chia thành 3 phần thôi. Như vậy cô sẽ xác định được luôn cái trọng tâm O này. Đấy, O chính là trọng tâm của tam giác này. Và người ta yêu cầu là tìm trung điểm của OC. Tìm vị trí trung điểm của OC. Thì cô giả sử như cái vị trí trung điểm đấy chính là điểm Y nhé. Điểm Y. Vậy thì đặt ra cái câu hỏi ở đây thì là chúng ta có thể lần lượt như thế nào? Muốn tìm được trung điểm của OC thì chúng ta phải biết được tọa độ của O và C đã. O thì rõ ràng là gốc tọa độ thì biết rồi. Nhưng C ta biết chưa? Chưa biết. Đấy. Vậy thì ta sẽ áp dụng quy tắc trọng tâm. Thì trước hết ta phải gọi được cái tọa độ điểm C. Gọi C có tọa độ là XC, IC, được chưa? XC, IC. Tiếp theo,
thì ta sẽ có áp dụng quy tắc về trọng tâm. Hoặc là chỉ ra luôn là do O là trọng tâm cũng được nhé. Trọng tâm của tam giác ABC. Cho nên chúng ta sẽ có nên ta sẽ có điều gì? Thứ nhất, đấy là hoành độ của điểm O thì sẽ bằng gì? Hoành độ của tổng 3 điểm ABC đó, chia cho 3 nha. Chúng ta sẽ thu được là -2 cộng với 3 cộng với xc chia cho 3, đấy, chia cho 3 có gì nữa. Thì vị trí tiếp theo, tung độ của điểm O cũng tương tự, ta sẽ thu được là 2 cộng với 5 cộng với IC chia cho 3. Và từ đây chỉ ra cho cô ngay được giá trị XC tương ứng. Tương ứng ở đây nhìn thấy luôn, giá trị XC sẽ bằng với âm 1, được chưa? IC thì sẽ bằng với âm 7. Xong, vậy tọa độ điểm C sẽ có tọa độ là âm 1 và âm 7. Khi có được tọa độ điểm C rồi thì chúng ta sẽ xác định tọa độ của điểm Y, ta gọi Y. Là trung điểm của OC. Y ở đây chúng ta gọi luôn cho cô XY, YY nhé. Đấy, là trung điểm của OC. Vậy thì ta sẽ có XY, được chưa? Thì sẽ bằng tổng hoành độ của O và C chia 2. Hay kết quả ra Y này. XY sẽ tương ứng là 1/2 luôn. Và Y thì bằng với âm 7/2. Đó. Và chúng ta chỉ ra được ngay tọa độ điểm Y. Thì đây chính là cái giá trị cần tìm và các em sẽ kết luận cho cô. Như vậy là trong bài toán về tam giác thì chúng ta sử dụng các mối liên hệ bình thường. Vậy nếu như mà đề bài người ta hỏi mình một cái dự kiện khác, người ta hỏi mình là hãy tìm trung điểm của BC chẳng hạn. Hãy tìm trung điểm của BC và vẫn biết được cái yếu tố là O là trọng tâm của cái tam giác này. Thì chúng ta có những cách nào? Ví dụ như vị trí điểm này nhá. Đây. Tương toàn là chúng ta cũng có thể sử dụng cái quy tắc vừa rồi, chúng ta đi tìm được điểm C đúng không? Tìm được C xong rồi thì chúng ta suy ra trung điểm của BC thôi. Hoặc cách tiếp theo đó là hoàn toàn là chúng ta có là OA, vector OA, đúng không? Với các vector, ví dụ điểm này điểm M đi. Đấy. Vector OA với vector MO thì sao? Thì nó cũng sẽ có cái tỷ lệ như nào? Ví dụ OA này. Thì chắc chắn là nó sẽ bằng 2 lần vector MO. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng cái dữ kiện này để chúng ta đi tìm được tọa độ của điểm điểm M. Đấy là một số cái bài khác nữa để chúng ta có thể tư duy trong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần dạng số 4. Chuyển sang nội dung của phần dạng số 4. Dạng số 4 này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách để chúng ta có thể là biến đổi từ một vector thông qua hai vector không cùng phương. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xử lý bài này? Thì ngay sau đây thì quan sát vào phần ví dụ nhé. Ví dụ ở đây là cô cho 3 vector. Và đề bài người ta cho mình là vector A, vector B, vector C đều có sẵn các tọa độ. Và phân tích vector C theo hai vector AB. Rõ ràng là ta nhìn thấy vector A, vector B ở đây thì ta phải nhận định được là nó không cùng phương đã. Bắt đầu chúng ta mới phân tích. Và nếu như muốn phân tích được vector C theo vector A và vector B thì giống như cái vừa rồi ấy, giống như vừa rồi ấy, trong cái phần ví dụ số 1 thì chúng ta cũng có một cái đẳng thức mà đi tìm được cái vị trí tọa độ của điểm E sao cho thỏa mãn cái đẳng thức vector ấy, thì chính cái vector AE trong trường hợp đấy nó đã được biểu diễn thông qua vector AM và vector CB. Thì bài này nó cũng sẽ định hướng làm sao để chúng ta biểu diễn được như vậy. Thì ngay lập tức khi mà có phân tích vector A theo vector C theo vector A và vector B thì chúng ta có thể gọi luôn. Đây nhá. Đây, gọi. Hoặc là giả sử đi. Gọi cũng được. Gọi vector C đúng không? Thì biểu diễn theo vector A và vector B thì cô lấy cái hệ số nhá là M. M lần vector A cộng N lần vector B. Với M, N này là hằng số. Nhớ là hằng số nhé. Có nghĩa là một cái hệ số nó không chứa tham số đấy. Thì nó gọi là hằng số thôi. Chứ không có gì khó khăn cả.
Rồi sau khi gọi xong thì chúng ta sẽ biến đổi dựa vào cái mối liên hệ ở trong tọa độ thôi. Thì vector C rằng ở đây ta có là âm 1 đúng không ạ? AB thì có sẵn rồi thì chúng ta sẽ chỉ ra, suy ra. Tiếp vector C này, tức là âm 1, giữ nguyên. M lần vector A như vậy là 7M được chưa? 7M, tiếp. Cộng với N lần vector B như vậy, cộng với 5N. Đã xong được phương trình đầu tiên. Tiếp theo, phương trình bên dưới thì ta sẽ có là gì? 6 bằng với gì? M này nhân với cả tung độ, tức là M nhân với âm 3 hay là âm 3M. Tiếp điểm N, vị trí của N thì ta sẽ có là N lần B. Như vậy là trừ đi 4N. Thế các bạn có nhận xét gì về cái hệ phương trình này? Anh nhìn thấy ngay nó là hệ phương trình hai ẩn đúng không ạ? Có nhất hai ẩn. Thì chúng ta có thể chỉ cần bấm máy tính thôi là chúng ta đã ra được rồi. Và từ đây thì các bạn bấm máy tính cho cô. Đây là một cái câu hỏi rất quen thuộc nằm trong cái phần trường vector này, đặc biệt trong phần hệ trục tọa độ mà chúng ta chỉ cần bấm máy tính thôi là chúng ta xong. Đây thì tính nhanh nhá, để xem kết quả nó ra bao nhiêu. Bấm là bấm chuẩn chuẩn xác cho cô nhá về các cái giá trị ở đây. Giá trị điểm nó phải nằm ở vế vì giá trị liên quan đến cái hằng số tự do ấy thì nó phải nằm ở một vế. Còn lại liên quan đến ẩn phải nằm một vế. 7 5 âm 1. Được chưa? Âm 3 âm 4. 6. Đấy, như vậy M sẽ ra là 2, còn N sẽ ra âm 3. Đó, sau khi có M và N rồi thì chúng ta sẽ chỉ ra suy ra vector C thì sẽ bằng 2 lần vector A trừ đi 3 lần vector vector B. Như vậy chúng ta đã phân tích xong vector C thông qua hai vector không cùng phương. Thì đấy là cách để chúng ta có thể xử lý. Để lưu ý cho cô về trong cái này. Khi mà chúng ta làm trắc nghiệm nhá thì chúng ta có thể nhập ngay, nhìn thấy ngay này, bấm luôn máy tính như sau. Bấm luôn máy tính như sau. Khi vào máy tính này chúng ta chọn vào cái hệ phương trình. Sau đó thì chúng ta chỉ nhập gì? 7 này, 5 này, âm 1, dạ, tiếp, âm 3, âm 4 và 6. Và chúng ta ra được kết quả. Ra được kết quả bao nhiêu thì chính là giá trị vector C sau khi biểu diễn được. Đấy là cô định hướng cho chúng ta cách để chúng ta làm thao tác thật nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập về nhà để có thể làm những cái bài tập củng cố ở trong nội dung của bài ngày hôm nay. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta học những nội dung rất là cơ bản và dễ dàng để tiếp cận đúng không ạ? Bài tập về nhà thì cô giao cho chúng ta 3 bài tập như sau. Bài 1 là các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC này. Hãy tìm tọa độ đỉnh A của tam giác. Ở đây thì chúng ta có 4 đáp án, tức là liên quan đến trắc nghiệm nhé. Cố gắng thao tác làm thật nhanh. Bài số 2, trong mặt phẳng OXY cho 4 điểm ABCD tương ứng. Và Y là trung điểm của đoạn thẳng nào ở sau đây? Câu hỏi này thì ta cho trước trung điểm yêu cầu đi xác định là trung điểm vào cái giá trị của đoạn thẳng nào. Bài số 3 cho vector A, vector B và vector C. Vector C này thì được phân tích theo vector A, vector B như thế nào? Thì đây chính là cái câu hỏi mà ứng dụng đến cái dạng số 4 của cô. Cô tin rằng là đối với phần này thì không làm khó khăn được với các bạn. Trong bài học tới thì chúng ta sẽ nghiên cứu những cái vấn đề tiếp theo. Bài học của chúng ta xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong phần học tiếp theo.